Cay thế nhờ. Buồn quá mày. À, lần này thì chốt nhốt vào lòng ạ. À. Phải tìm được, trong lúc mà 6 con thì tìm phải tìm được đủ 4 cái. Chủ quan quá. Cứ nghĩ là 4 thằng có thể lấy được, nhưng mà mẹ tìm mãi thế không con. Cay thế nhỉ? Cay nữa à. Mấy 1 giờ game vẫn khóc. Vẫn không thắng được. Miệt mài vẫn không thắng được. Cay thế à. It ends here. Die. It ends here. I remember you. Ê, cái chopper này là cái kiểu như là cái vật hiến thế cuối cùng sẽ phát sáng nè. Đâu. Cái chopper mà ta đang cầm ấy. Được á. Có cái này là ngon á. Vậy là cái cuối cùng là sẽ phát sáng. Hồi nãy tìm mãi đâu thấy. Ông đi du lượn cái bớt đi, chơi các game hả? Let's get on with it, shall we? Ấn vào phần bớt ấy ơi. Phần bớt thắng ơi. Phần bớt cái phần mà bên cạnh cái outfit á, có chữ bớt á, ấn chọn một cái chopper đi. Sẽ thấy được cái vật phẩm cuối cùng. Một người chọn chopper rồi. Chạy mọi chuyện rồi, chọn chopper rồi. Ok. Đúng rồi. Có nghĩa là mình lấy cái 3 người lấy cái kia được, lấy một người chạy nhanh chứ. Ô khỏi. Khải. Đưa một người chạy nhanh đi. Ok. Khác hẳn là người ghi cầm dê chạy chứ. Ok á, được á. Ok, đi. Let's go. Không thắng ngủ nha. Không thắng đéo ngủ nha. Đổ vé. Ok. Chết. Cái có khi là đéo ngủ thiệt chứ ta. Có khi là đéo ngủ thiệt. Cày lắm. Toàn 9 con không. Không đấu lại được bà già. 4 thanh niên không đấu được bà già. Mày lấy cái gì mà vậy? Chiến thuật cũ thôi. Mày sao lại cứ lạc đường hoài thôi. Đâu hồi nãy là mở được hết phòng chứ. Tại vì cái con thầm không ai chết đó. Vậy kế hoạch cũ đi. Lấy bình xăng được ra xong rồi. Bình xăng thì cứ để ở trong kia đi. Bình xăng cứ để ở trong tế đàn, còn rơm phải để ra ngoài cái chỗ thùng này nè. Ừ, để rơm ra còn dễ tìm chứ để tít trong nó sẽ mệt lắm. Để chạy tít trong nó mệt đó. Để rơm ở chỗ cái thùng này nè. Tìm cho dễ. À đúng rồi. Bây giờ anh em mình cứ thả dê ra rồi sau đấy là cho dê nó ăn cỏ đi. Không, nó ăn một lúc là hết cỏ. Vậy à? Chỉ giữ được một lúc thôi à. À, vậy. Vậy là không được. Phục thù 3 ván à? Mai nếu nó thắng được thì anh em mình đăng mấy cái đoạn thắng ở trên YouTube thôi. Đoạn thua đăng làm gì? Mẹ. Đăng cho quê hả? À? Chửi ngu. Mẹ dân mạng tô xích lắm. Và vẫn chửi như thúi đầu. Đâu không có đâu. Không có, không bao giờ nằm trong đây đâu. Tại kiếm hoài mà. Được chưa, thả dê chưa? Có, vô trong nhà đây à? Vô nhà rồi. Mọi người cứ chạy đi, để kiếm kỳ ra. Nhớ theo kiểu 2444 nha. Thầy con ơi, bạn ngủ gì mà bạn đó, bạn đứt nói vậy thầy con. Thầy con đây.
Ngày xin đái Me too. Mặt đái quá mà giờ nhịt đái quá để chơi nè. Không dám bước ra là sợ là chết nè. Đấy hiểu không? Nhau lời. Đúng rồi. Cái nào vậy? Tôi lỡ người cầm con dây cuối cùng á, đang đứng ở tới đàn chờ trong nghe bị bắt luôn. Ủa trời chi nữa, trong đó thì không, cái con đấy là con thứ tám gì á, nhưng mà dây cuối cùng. Không, không hết là con chủ chính con, tôi là con dây thứ 10 á, thực ra con dây thứ 10 nằm đang nằm trong nhà đang tìm. Mẹ. Tôi đang đứng ngay chỗ đó, tôi tưởng là thường nó sẽ đéo tới thì đéo đúng. Thế là bỏ được cái cửa không nghĩ rồi. Thì có khi sáng 7 giờ sáng rồi thấy việc này ngồi chơi rồi này. Nice. Playroom là cái phòng nào vậy? Cái phòng màu đỏ hay sao? À rồi mở được cái phòng Playroom rồi. Phòng đồ chơi. Ủa, tính là mình chưa đủ xăng đúng không? Mình chưa kiếm đủ xăng á. Thì mình đang kiếm xăng với kiếm chìa khóa này á. Đây, đem xăng cho, đang đứng ở đây nè. Đây, có chìa khóa, là cái chìa khóa. Bathroom cây rồi, kìa. Bathroom cây. Tiếng 4 phòng nữa. Mi trên lầu á. Mizu đây đang. Cứ đi tìm ở trên lầu á. Tiếng 4 phòng xăng. Lầu mấy vậy mấy ông? Lầu 2. Mở rồi nè, bathroom mở rồi nè. Ủa, tôi đang cầm cái chìa khóa đó mà. Bắt tên. Bắt rồi, ông mở rồi đó. Chứ tôi đang cầm chìa khóa cho người mà. Mà nãy ông chạy ngang qua phòng, ông mở rồi. Master bathroom. Đúng rồi. Playroom mở rồi nha. Playroom mở rồi. Tăng tốc độ lên mọi người ơi. Một cái phòng ở dưới cái tầng hầm á, em mở chưa? Cần kia gì á? Chưa. Làm sao để biết cần cái gì? 4 bình xăng nha. 4 bình xăng đó à? Ok. 4 bình xăng, ở đây có 1 bình xăng, ở đây có 2 bình xăng, ok ha. Vậy còn 2 bình xăng nữa. Tôi cầm 1 bình rồi. Sao nổi vô nhiều quái vậy? Má, à, con Mai kiểu bố mày cần tắt là à. TV room. Ủa sao tiền có chìa khóa lại đọt vậy? Cái chìa khóa này là đọt đúng không? Để tôi lo khác chìa khóa này đâu. Ừ, nó đổi tên sao á. Office room, cả office room. Và FTP rồi nha. Ừ, những cái chìa khóa này đổi tên. Ê, bà Lô 2 nha. Cần office room nha. FTP nha. Một bình xăng nữa thôi con. Đúng rồi, một bình xăng. Tôi cầm lại, đủ rồi. Rồi. Thấy mùi rồi đó. Có một con dê nhé, để bắt con dê. Cho một con dê đốt vui vui đi. Đốt một con dê trước đi. Đốt luôn con. Đốt hai con luôn. Đốt hai con luôn, đúng rồi. Bây giờ tìm thêm một con dê, đốt hai con đi. Đốt hai con cùng lúc luôn. Xem coi, con dê nào ở đây không? Office cây vẫn chưa mở được này. Chưa mở được office cây luôn. Từ nha. Có cái phòng gì chứ. Office cây vẫn chưa mở được. Từ từ nha, từ từ. Ui, con mẹ, giật cả mình. Từ từ, đi ra khỏi nhà mấy ông, đừng cứ đốt nha. Ngày tiếng cầm tư dê rồi anh? Không, tôi đang cầm sang. Tôi đang cầm sang. Cầm dê rồi. Mấy một con này. Tao được con nữa rồi nhỉ. Rồi hai đứa ra đốt đi. Đốt xong quay lại tìm kia nha. À. Có office kia á. Bây giờ đứng. Đốt kia là đốt. Đốt đi chơi. Để tôi cầm thẳng. Ông Mân. Đốt đi. Đi ra ngoài không? Kể vô kiếm cây. Từ nha. Từ. Anh còn chơi backroom không anh á? Còn cái nào kiếm được mấy con game backroom back đứt thì chơi tiếp. Hai con chưa? Hai con rồi. Ngon rồi à? Ok. Giờ kiếm 4 con.
giờ là 4 con đúng không? Giờ là 4 con đúng không? Ừ, giờ là 4 con. Con phải tìm được cái Office key. Office key. Đấy, cái phòng này chưa tìm được nè. Còn office đó. Hình như phải là 4 con mới được tìm cái chìa khóa rồi sao này, tôi để ý á. Rồi. Bà lại đi ngay chỉ lầu gặp tao luôn. Rồi. Rồi tôi có một con dê nè. Chưa, từ từ thôi. Thì đánh một lượt coi có thủ kim đã, không có thì mới đốt. Mày chết đâu Đạt? À đây. Đầy đủ. Một thằng cứu thôi. Để đi tìm lại đầy đủ, tìm lại hết đã. Nếu không có thật thì Có, hồi nãy là cái chìa khóa kia nằm dưới tầng hầm thôi, chứ không phải là ấy đâu. Ừ, thì kia không đi biến. Office key à? Mắt sáng nay cận có 5 độ chứ mày. Không nhìn thấy cái chìa khóa. Cái cửa nó có mở được không? Hay là cái cửa nó bịt vậy? Rồi, hồi đi ra chỗ khác. Ủa, Master Bedroom chưa ai mở nè. Để Master Bedroom tôi lên cắm chìa khóa nè. Ở tầng 2 nè. Đến nó mở đi, đến nó mở đi, không khéo có trong phòng có chìa khóa của office á. Tầng 2 đâu, tầng 2 chỗ mà đang đứng luôn. Trời dạy. Chị hay quá. Chị có hay quá à. Thì bà đến tầng 2 biết sao giờ. Giờ thường nếu biết tầng 2 là ở đâu nữa. Đâu? Thấy bà già chưa? Tầng 2 đâu? Đừng đón người đó. Đi qua đây. Đây nè. Đây Master Bathroom cây nè. Ui! Mẹ giật cả mình mày! Mẹ! Bà sao lưng. Thôi, tôi nói tiếp bà mày nè. Để sao đến đâu? Đâu? Sao đến mới được? Anh nhầm. Bấm E đi. Ui dồi ôi. Không có không? Con gì? Không có gì hết đây trời nè. Bít nằm đâu đây? Bít à? Tìm kỹ lại đi. Có đó. Trên gác tìm kỹ rồi không có. À, nhất quyết là phải thắng ván này nha. Đi ngủ cho nó ngon nha. Cứ bắt về đi. Vừa bắt về tìm cũng được. Cẩn thận bà sau lưng nha. Dưới tầng hầm tìm chưa? Tầng hầm tìm hả? Tầng ghét cũng có nè. Không khéo ở dưới tầng hầm. Không khéo là phải đốt 6 con mới ra thì đấy chứ. Đốt 6 con mới ra. Bị giật gốc lắc, dân ra ngoài. Áo. Văng rồi à? Băng ra ngoài chứ. Chứ cậu anh đi ra không có nha. Rồi khéo phải đốt mới ra. Hình như phải đốt mới ra đó. Đúng rồi, để tôi lấy là 4 để phải đốt tới 4 con mới ra cái chìa khóa tiếp theo hả? Đây. Đấy, đốt đâu mà đốt. Ok. Được rồi. Bây giờ là lấy rơm. Mới nước làm rơm đi lượm mà con dê mở cái cổng con dê trên lầu luôn. Mở cái cổng con dê trên lầu đi. Trên lầu mà. Đã mở dê trên lầu đâu? Con dê một đống đây. Mở cổng dê trên lầu đi Đạt ơi. Ok. Bà thì trên đây. Ôi, từ mở nha, bà trên đây này. Từ mở nha. Mở khùng lên á. Chồng.
Đâu? Ờ đi, anh bảo đẩy rồi. Ta đang dụ bà đi à? Đang dụ bà đi. Lên lầu đi, lên lầu đi, lên lầu đi, ta dụ, ta dụ bà xuống. Cái gì? Cái gì? Mẹ. Đứng lại, kiểu ba đứng lại, đứng chạy. Làm gì đứng đâu vậy? Đã bắt tao rồi. Sao? Giờ sao? Đạt thằng Hoàng. Đúng không? Kiểu cứu thôi được, để lên đầu thôi. Cứu thôi. Có hai mạng mà. Thằng mày chạy giùm cứu tao, đứng đây tao. Cần gì vậy? Cùng chỗ vậy đó. Chết cửa nha. Mày có cái phớt ekip nào không Đạt? Có, nhiều lắm. Đây, tao cứu nha. Chết mẹ, vô quên cầm rơm theo. Ok. Rơm. Bây giờ là đi lên đi. Lên lầu thả chó ra đây. Chỗ nào cầm hồn tao cầm rơm này. Ở tao phải lấy rơm để tao thả chó tao bắt không chứ. Ờ. Xin cái rơm. Bà đang ở ngoài đây nha, bà đang ngoài cổng chính rồi, cho nên là thoải mái. Có rơm ở ngoài cái chỗ mấy cái bà cái xô đầy rơm nè. Đây rồi. Come back here man. Come back here. Come on. Đây gì này? Thì gì này? Bây giờ có mấy giờ? Bây giờ ở ngoài đó một con tu một con. Hai con. Ba con là thêm con nữa, ba con rồi. Cầm con này, đó. Cầm 2 con này, ok, mấy con rồi? Tìm cái rơm này đâu? Ừ nha, mọi người đi chết sẽ thấy dưới nằm đâu, không chỉ có công còn vô. Rồi, lấy rơm nhét ở đây hết trơn vậy. Ở ngoài này có sẵn một con dê rồi nha. Vậy chỉ cần tìm một con nữa thôi. Là 3 là 4 con đúng không? Ờ, là 4 con rồi đó. Còn tìm một con nữa rồi. Đáng tìm đi. Lên thả dê nè. Lấy rơm chưa? Rồi, thôi thôi, hai thanh niên này ra đây đi, cho hai thanh niên kia ở lại đi. Cái đi, ra ngoài đi, hai thanh niên có dê rồi ra ngoài. Cho thanh niên chưa dê ở trong đi. Đây, có con dê nữa. Đây, đứng đâu. Rồi. Ra đây hết mới có người cầm cầm xăng để đốt được. Làm lẩu dê 4 người ăn đây. Dưới đâu vậy? Được rồi. Rồi chạy ra đây. Cái gì vậy? Ủa, ngoài đây nó còn có cái gì vậy mà. Đâu, cái gì vậy? Tao vừa nghe tiếng sói hú cái gì nè. Là quái vật nó hú à. Đi, cái đường đi, bà xuất hiện vậy. Rồi anh đi cái đầu ơi. Thằng nào cầm sáng? Không, thằng nào cầm dễ thì cầm sáng. Ờ. Thằng nào căng cầm dễ cũng như đây rồi. Ủa thằng nào cầm sáng? Không, ra lấy cái. Vậy là một thằng phải thả dê ra. Ừ, một thằng phải thả dê ra. Con dê nào mà thả ra là tìm bất tử luôn á. Không sao, Đâu rồi, còn thành viên kia đâu rồi? Chạy đây nhanh lên nào. Ba dây nữa. Lan rồi, để đốt lửa. Rồi. Đấy, bỏ dê vô trước rồi sao mà đốt? Đốt đi. Bạn vậy? Đốt đi. Bạn lên kia đâu? Lên kia ra chưa? Rồi. Đứng canh một thằng đốt. Rồi, bắt dê rồi ạ. Rồi, đốt đi. Cali. Ai không có dê ra cam nha. Ok. Ai không cầm dê ra cam chứ. Đấy, đứng cam đi, trời. Bảy con lận, từ từ. Từ từ đi. Ở đây có một con. Đốt đi. Mày cầm thì mày đốt chứ, trời, mày đốt chứ, ai đốt trời. Thả một con đi thằng. Một con xong bắt ba con còn lại nữa là đẹp. Ờ, ba con còn lại nha. Rồi chạy đi chứ, đứng đây chết á. Không, cố luôn đi. Bà, đi lại mà.
Ta cũng phiền. Tao nói rồi mà. Kiểu được tôi làm thôi. Đừng đốt con cuối cùng nha. Cứ để đấy, đừng đốt. Đừng đốt con thứ 7 nha, thứ 6 thôi. Được rồi, nghe đủ rồi, đừng đốt nữa nha. Đừng đốt nữa, rồi. Lúc tao bị bắt mà đốt là bà không điên nữa. Nó hắn mày. Lúc một thằng bị bắt mà liên tích đốt á. Ờ. Đi xin nhiệm không nãy con. Tại sao không bỏ cái con đó vô cái nồi. Bỏ vô nồi chứ đi. Rồi tìm ba con còn lại. Ta thấy một con rồi. Giữa nhà có một con sao? Đúng rồi, ở giữa nhà có một con nè. Nhưng mà bây giờ phép kích nằm đâu. Đây. Mẹ lùi ra đi chứ. Đứng tránh mẹ. Rồi đi đấy được thôi. Tìm ba con nữa thôi đúng không? Một con giữa nhà nè. Con giữa nhà nè. Tụi kim hay con vậy nhé. Ok. Rồi một con đúng không? Thanh niên kia cầm một con đúng không? Rồi thêm một con nữa thôi là đủ rồi. Đủ ma Queen ơi. Queen ơi. Mày gì vậy? Con nghe tiếng dê gần lắm. Ta cầm nhá. Mày cầm rau đi. Rồi, hai con rồi, ta cầm hai con rồi. Mấy con rồi. Hai con rồi. À, ông kia ráng tìm một con còn lại nhá. Nãy tôi tìm được một con mà đã bắt rồi. À, đủ rồi. À, một con ngoài đây nè. Được, một con nữa. Ai đây này dưới. Vô cứu đi, vô cứu đi. Ta cầm dê rồi, ta không cứu được. Tôi đang cầm dê mà. Mày đâu cầm dê đâu? Vô cứu đi. Ta không có cái kia đâu. Thấy có một con dê đây nè, tôi thấy một con dê đây nè. Bắt đi. Không có cầm kia. Rơm ở ngoài, ra ngoài đấy. Đâu mít kít đâu, từng con cái mít kít đi chứ. Tôi đang tìm mít kít ở tầng 3. Ở bên trong nhà có một cái first kit ở trong phòng TV á, đặt. Đây nè. Ở ngoài đây có nè, ở ngoài đây. Đấy, em nói cái này thôi nhá. Bắt kia đi. Con đi, qua đi. Ngoài đây con. Ba con rồi. Rồi. Khoan nha, được ba con rồi đó, để tôi cứu con này đã. Rồi, cứu ngoài xong đi cho đốt luôn, 3 con rồi á. Hình như là mình mới đốt 6 con thôi. Có nghĩa hả? 6 con thôi. Còn 1 con trong đó nữa. Còn 1 con nữa. Một ông đi chung. Một con trong nồi hả? Một con trong nồi. Một con nữa. Đi, ông là không giữ dê đi chung nè. Đi, còn 2 thằng ở dê là ở lại nha. Ừ, ông là không giữ dê đi chung. Đây, tôi đang kiếm được. Đi không? Tầng 3 rồi à? Ok, cứ để 3 đi, tầng 3 đi. Cứ để đó đi, đốt tiếp đi. Còn 3 thằng, cứ đốt đi. Đây để. Tôi bò đi kiếm dây ngoài đó. Tôi bò đi, cái mít tiếp đi. Mít tiếp nhìn ngay đây mà. Bò lái đi, đánh tiếp đi. Căn đi. Thanh niên cầm dây, ở đâu? Căng, một thằng cầm mít kít. Còn cuối cùng nằm đâu? À, thấy rồi! Thấy rồi! Đợi xíu, được tí chút, từ. Bị bắt rồi, rơm đâu? Anh đi rơm chưa? Lấy đi, quay lại nha, tao chăm lửa trước nha. Ừ. Bảy dưới tầng hầm. Không à? Cái đời bờ nó. Nhìn lên mày! Nhìn lên! Mày đâu rồi? Ta đang lên... Ta bắt được dây rồi.
quay lại. Tao đang quay lại đây. Chết mẹ tao rồi. Đang ra ngoài mà. Mẹ. Đâu, bà đang ở trên lầu, trên lầu 3. Bà đang ở trên lầu 3. Thế con dê nằm ở trong cái rồi bà chạy xuống rồi kìa, bà chạy xuống rồi. Má, tao sắp chạy ra ngoài rồi má, bà bắt vô chứ. Con dê, con thấy rồi, con dê nằm ngay chỗ dưới nè, ngay chỗ tôi nè, có cái medkit luôn. Medkit trên này luôn. Dê dưới này. Dưới. Bà đâu ở, bà đang ở lầu 2. Bà đang ở lầu 2. Đâu. Con dê ở ngoài, dê đi ở ngoài. Chết rớm rồi. Con dê đang ngoài cổng chính. Tôi xuống ra mất tiếng, xuống tên ra mất tiếng rồi. Tở gần. Cái đầu quay. Một thanh niên đi rồi. Lấy rơm Đạt ơi, nhìn lên Đạt ơi, cố lên Đạt ơi. Ông ghé bắt dê. Cứu tao luôn, cứu tao luôn. Một con, tao biết chứ. Dê đâu. Đây, quay đây. Ngoài đây, đó, thấy chưa. Rồi. Anh làm sao mà con quỷ cái đát. Bắt con dê ngoài lúc. Thôi, nó đi nhận lên. Cố lên Đạt ơi. Kéo chân nữa chứ. Cố lên Đạt ơi. Nhanh lên Đạt ơi. Chết à. Chết rồi. Rồi sao mà ảo vậy cứt. Ui để chết cái đám gì. Cày đê nhỉ. Ông chia ra đủ 4 người là được rồi. Cày quá. Đúng quá. Thấy con dê cuối cùng rồi mà. Đi về ngay bây giờ. À nó cày quá mày. Thôi còn phần cuối. Mày thấy hộp kia ngon á. Ừ mang cái kia ngon á. Mang cái hộp nhìn thấy ma, nhìn thấy con dê ngon á. Kìa ông nào lấy tốc độ nhanh đi chó đi kìa. Tao mày lấy tốc độ nhanh như chó thì mày bị bắt dê được rồi. Tốc độ nhanh đúng mới cắt được gì á. Game đủ quá, game ai chỉ game này cho mày. Thằng nào làm game gì má. Cái cỡ này mà cái cỡ này mà nó như vậy rồi nha. Má cái cỡ hack nó cỡ như nào nữa. Còn cái độ mà siêu khó là sao nữa. Đồ, ai chơi vậy. Cái gom dụng công ty như cũ á. Đồ tiến chính con là phải còn đầy đủ 4 người nha. Cái gì? Đồ tiến chính con là còn phải đầy đủ 4 người á. Ờ đúng không. Cho bắt bắt xong rồi nguyên đám nhà bố. Coi như là lúc mà tìm 19 con thì người nào chết thì người kia thì đừng có cứu. Ờ không cứu nữa. Ừ đi biết chắc chắn rồi. Là chắc xác định là phải đi kiếm con dê ra rồi đi kiếm rơm tập hợp. Ô, rơm ba người. Ba người còn là hy sinh với một người, hai người hy sinh cho một người. Ừ
Người kia hy sinh là xác định rồi đó. Nhưng mà nếu mà hai người vậy bỏ dê vô đốt xăng đâu kịp không? Một người đâu đốt lửa trước rồi, đốt mình đốt, mình, là đốt mình chỉ cần đốt là mình đốt lửa trước đi. Còn dê đỡ làm băng vô thôi. Có khi game nó vậy rồi à, vậy không ai thắng à? Hả? Mẹ tạo là con game không ai thắng người tạo làm gì? Không ai thắng. Cay chứ, game đéo không ai thắng. Phải thắng nha anh em nha. À, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 bình xăng rồi. Tôi là cả 1 bình, là 6 bình rồi, 4 bình nữa. Tôi cả 1 bình, 7 bình. Lấy rơm nhiều vào, mẹ. Lúc quan trọng cái hỏi rơm đâu, bà nội. Đấy, mình mấy cái rơm đúng. Rơm, chắc để bị mất mà. Cái mình cầm mình bắt thôi. Cây lõ giá rồi chứ. À... Má mà khúc cuối bà chơi dưa lắm kìa. Khúc bà chín con là bà đi bộ nữa. Bà dịch chuyển cái bạc tu. Không, bà chạy nhanh đó. Bà chạy nhanh. Chạy nhanh mà. Chạy lấy cái đường. Má cầm chìa khóa mấy phòng đi. Đang mở từ từ luôn. Reading room. Nice. Ê, bình xăng này nha. Ba bình. Reading room là cái phòng này đúng không? Mở hết đi. Thấy cửa nào chưa mở thì à này. Ta mở hầu hết là các cửa. Reading room đây, reading room đây. Đây đây. Reading room đây. Xăng ngoài có. Gì? Đó là quỷ quét bedroom rồi. Tao cặp luôn. Tao tám bình rồi, tao cặp bình rồi, tám bình rồi đó. 9 bình à? 9 rồi. Còn playroom nha. Playroom với bedroom. Từ đế đế này em mất công đủ. Thế hồi còn từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 rồi. 9 à? 10 rồi, ok, 10 rồi đó. 10 rồi. Còn hồi tới con thứ 9, tới con thứ 10 kêu mình sang đâu hết khờ. Thôi đi nghe đến lại. Đúng quá, rất là khờ. Rồi bây giờ muốn bắt một con đi. Đố chơi đi. 10 Quý đang mở cửa mà bắt đi chơi gì chẳng. Chả phát viên nào sao. Có một con, có một con mà sợ gì. Cái chết mẹ vô nhà của cái tên phiếu khờ thì má này có vũ khí kiếm cái gì vô chém dịch này tốt quá. Má tìm nổ cái mắt ở trời. Còn hai phòng của sao á, hai phòng ơi. Không, còn kết phượt nữa. Không, phòng này có rồi. Đây. Em thức không nổi nữa, em chóng mặt đau đầu quá, ngủ đi. Ê, nếu mà mở đủ rồi thì mới mở cái lòng ra, bỏ 45 ra bắt luôn. Mở đủ số cửa đã rồi hãy mở cái lồng. Cái lồng cuối cùng thì bây giờ Jack rơi mở rộng sao? Mở cái lồng trên gác á. Ờ thì mở cái lồng cuối cùng Jack rơi để sẵn luôn. Không, mấy con chạy ra nó không ăn đâu, nó chạy tiêu rồi. À chạy tiêu, cứ chơi game đúng không? Thực tế là giờ thôi. Rồi thưa. Ôi cái mẹ nó giật cả mình. Tốt chuyện con nha. Để vào phòng guest room mở chưa? Chưa có phòng, chưa khóa phòng guest room nha. Còn đó, nó mở rồi nè. Guest room mở chưa?
Thằng Mike Hiyaku. Yes, pet gương chưa có nè. Lên dê rồi. Hai con rồi nha, hai con dê rồi nha. Đốt trước hai con nha. Từ con nghe. Anh nên nào trong nhà lạnh được nha. Đang đi tìm chìa khóa. Đang tìm chìa khóa. Rồi, hết cháy rồi đó. Đang trong nhà mà. Đang trong nhà mà. Thì để đồng đội thôi. Để đồng đội thì tôi không chi rút cuộc. Đứng chạy, đứng chạy, đứng lên. Tôi đang chạy. Gì vậy, sao cầm thêm con nữa vậy? Thì hai con. Ủa, bà chạy đá vào kia. Ui dồi, Thanh Niên bị bắt rồi. Thanh Niên bị bắt rồi, hên. Nói còn tiếng nó ăn cái này nó đi ngủ gì á. Ở đâu rồi, nó thai đâu rồi? Đi, rồi. Lên lầu rồi. Có xui à, gần đây có cái máy kíp này. Bỏ đây, bỏ đây. Bỏ đây, bỏ đây. Ok. Sắp thêm rơm đi. Không biết tụi không á. Mẹ, giật cả mình con dê này. Tụi con dê này nha. Giờ con dê từ từ nha. Đủ 4 mấy con. Đủ 4 con. Đủ 4 con. Ờ, đúng rồi. 2-4 đúng không? 2-4-4. Đang một kia rồi. Get room rồi. Kiểm tra lại đây, tất cả đây, phòng nha. Get room đây, get room đây, get room đây. Biết rồi. Kiểm tra lại tất cả phòng, phòng làm phim ở... kêu nha. Không chưa mở. Ghê trong, trong chảo vậy nha. Sao tôi cảm thấy cái game này mình có thể win quá ta? Không thể win nữa. Ừ, nhét kìa sao chứ này. Sắp thẳng là nó sẽ đấy thôi. Phải win chứ, cái này là do là phối hợp không, không ăn ý thôi. Đâu đâu. Tí nữa, tầm 7 giờ sáng cái tôi với ông ngồi nói y câu y chang vậy. Phải biết chứ, 7 giờ sáng mà. Thôi mở cái phòng rồi á, mở cái phòng rồi á. Rồi không không? Đi kiếm rơm thôi, lấy rơm bắt, ra bắt dê nha. Lên lên thả, lên lên thả, lên thả, lên thả, thả, thả dê đi đại ơi. Để cầm rơm, để cầm rơm. Đây nè, đây nè, đây nè. Đâu? Đây, lấy dê. Có một con dê trong chảo rồi nha. Đi đi ra. Uống đống rơm rồi. Ủa, đây 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 đây. Rồi bắt nha, để tôi bắt nha. Ờ, ông bắt đi, ông bắt đi. Để tôi đi kiếm thêm nè. Ok. Ủa mọi người mở, mở hết. Còn một cái chuồng dê trên lầu chưa mở. Ờ. Đang lên mở này. Lên lên mở đi, lên mở đi, lên mở đi. Ôi bà, đứng đây. Đây, hình như đống rơm bể lâu quá nó bị mất á. Đâu, con dê ăn mất á. Mình để trong dê ăn. Mọi người mở. Nè con dê này nè, con dê này, ai bắt nè, con dê cho này nè. Đó, thấy không? Bắt đi. Ơ. Ừ. Bắt được là đủ 3 con rồi đó. Thêm 1 con nữa nè. Ê, con kia chạy đâu vậy? Ồ, con mới thả. Là con nhiêu rồi, con trong chảo có 1 con rồi nha. Trong chảo có 1 con rồi. Rồi. Mỗi người 1 con hả? Không. Người còn lại không còn nha. Ba người cầm thôi. Không có con nào nha. Ok, ta có một con nè. Tôi bỏ một con thôi trong chảo rồi đó. Rồi đi thật. Rồi ta cũng có một con luôn. Rồi là mấy con rồi. Rồi là ba con là ok á. Ba con rồi nè. Ok. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Sao anh không gom cái gì hard kit lại á? À cứ để cho nó phân bổ trong nhà chứ gom lại mất công đi, hết. Chưa ok rồi, đi nè, giờ tôi cầm bình xăng tôi đốt nè. Đốt xong rồi ra đứng trước canh cổng luôn nha. Okay, khỏi canh okay. Đi bà bắt được đứa nào bà bắt chứ canh được gì chạy. Phải bắt đứa kiểu gì bà bắt kiểu gì thằng nào
Thì bà cũng canh thôi, bắt được một đứa thôi. Ờ đúng rồi, bắt đứa không 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 cầm dê đúng rồi. Để tao. Ông nào cầm dê đi chứ cháu. Còn ông nào không cầm dê thì ra ngoài bị bắt đi nhá. Có đứng sát ở đây nè, có gì của bảo kê cũng được. Ok. Đừng đi xa quá, đừng đi xa quá. Bà tới kìa, quay lại. Rồi ủa, chạy. Ai đốt cái này chứ? Cái gì vậy? Không ai đốt tôi thấy. Rồi xong. Ông nhà để bắt đi. Bắt rồi. Yeah. Tao đi theo cứu cho. Ok. Rồi lấy fire kit đã. Cái kit đâu ta? Mấy con rồi? Chưa thấy 6 con. Nice. Rồi ok, 6 con rồi. Bà đang ở dưới đây nè. Không thấy fake kit đâu nhỉ? Để mít kit trong nhà. Không, cái kia đâu? Bỏ lại cái kia chưa? Đèn kim. Má anh giật mình con dê. Không thấy. Đâu ta? Trốn tài quá ta. Cái kia đâu rồi? Thấy rồi, thấy có cái rồi. Cái kia rồi hả? Thấy rồi. Cũng cứu nha. Tiếng gáo gì vậy? Ok, chạy đi. Bây giờ đi kiếm rơm đi nha. 6 rồi đó, đi kiếm rơm đi. Mỗi thằng một cái rơm ở ngoài kia rồi, nó có sẵn ở ngoài kia rồi, đi ra lấy mỗi thằng một cái rơm đi. Chạy. Mỗi thằng một cái rơm, chạy đi. Còn 3 con nữa nha. Ok. Ba con đi. Ok, để tao chạy vô, tao lấy ba con. Một con dưới hầm chắc luôn nè. Tao biết ngay con dưới hầm, mẹ mày ở đâu vậy? Mẹ mày đâu? Rồi đi ra, 9 con rồi. Để tôi kiếm 9 con. Tao nghe tiếng con ở nào dưới hầm với ta. Cẩn thận nha. Tao đi chung nè. Ôi đi chung làm gì nữa, để cho nó... Nếu nào cầm được được con dê rồi thì quay về đi nhá. Chú mới outplay bà già xong. Ok. Vâng. Là 9 con nữa, cầm qua đây, chạy thẳng qua đây đi. Đốt 9 con đi để con cuối hiện lên. Ê con này, con cuối bên này nè, đi đó không nè. Đâu. Em đi cái nhà nè. Đánh hy sinh rồi. Đợi chỗ chết hả? Không. Ê, tôi tìm cái nhà. Tao chết đúng không? Cái kia bên này nè. Không thấy. Cái bên này nè. Cầm dê trướng ngoài đấy nha. Ừ, đừng đó đi. Ba điên là bà chạy đâu từ ngoài vào á. Đứt mẹ tao không có. Tao không có rơm. Bài bắt tao rồi. Ủa là 6, 3, 9 giờ tiếp con không? Ừ. Bắt này rồi à? Ừ. Tìm con dê đi. Tên thủ tìm đi. Nhưng mà chơi đốt làm sao tìm được? Tìm 9 con thôi là được. 9 con đủ rồi. Đủ 9 con chứ. Con đủ rồi, còn 1 con thôi. Ê mày nó qua lại đây đã. Còn 1 con thì đốt đi.
vẻ mình không thắng rồi đó. Tí đến chút. Còn một con thôi, còn một con thôi, còn một con thôi. Đi để con cuối dịch lên. Khỏi. Tìm con cuối luôn. Tìm đến đường đảo. Được. Đi, cung, nó hiện lên mà. Để đám với chúng. Tao nghe tiếng của nó rồi. Tôi đi. Tao nghe tiếng của nó rồi. Tôi nha. Đừng đốt. Tao nghe tiếng của nó rồi. Bây giờ mình đốt đi cho ổng trong nhà. Chưa. Mày thấy dê rồi đúng không? Chưa. Ấy mẹ rồi. À thấy con dê rồi. Được cái đốt. Dê. Ai nào đứng đây ăn luôn đi. Được cái đốt. Mày bị bắt chưa? Chưa. Để nó ra dụ nó cho. Chạy đi. Rồi. Mày vô đi. Đốt đi. Đốt đi anh. Ông chú, ai cầm dâu? Bà nội đó. Để con dê ra, bỏ rơm cho nó ăn rơm đi, rồi đốt. Nó chạy kìa. Không, nó ăn rơm á. Đi nè, đốt đi, đốt đi. Đây đi đi đốt nè. Bỏ rơm chưa, bỏ đi kéo. Dê cầm rơm rồi, cút. Dê này chạy rồi. Cầm cái này bắt con dê lại đi, đừng chó chạy. Rồi, thấy rồi. Ủa má mẹ ăn đi. Là chưa điên đâu. Mấy con rồi. Sao con mẹ mà con lại đeo ăn? Con mẹ rồi. Rồi đi lên. Rồi đi, bà chưa ra đâu. Ai hết dê rồi thì xin nha. Bà tới. Rồi. Bỏ. Để tôi đi. Hai con nữa. Rồi. Đốt. Rồi, để tôi hy sinh nha, ông đốt nha. Tôi hy sinh nha. Tôi đứng ở ngoài, tôi hy sinh nha. Ông đốt đi. Ừ, ok. Ai đốt xong thì ra đứng hy sinh. Hy sinh cho. Đốt đi. Tao hy sinh cho. Tao hy sinh cho. Rồi. Mày lại đây. Mày ở đây. Come here. Nice. Rồi. À. Yeah. Cứ đạt cái. Thắng rồi anh em ơi. Thắng rồi. Đấy, chỉ thuộc con cuối của quả rồi. Có phải nát kiếp. Bay. Ui dồi ôi bà già. Ôi dồi ôi. Xong. Hai vừa lắm. Ta sẽ đỡ à. Quá là kinh khủng. Ây da. Cuối cùng cũng đã thắng. Mày còn về cuối tao chạy ra đỡ hộ nha. Hay đấy, đạt ơi. Enough already. Mệt mỏi. Ủa? Ngày nào cũng like luôn hả? À, ngày nào cũng like nhưng mà đôi khi mới có ốp thôi. Kiểu như là đôi nếu một tuần thì tầm 2-3 buổi có ốp. Đủ ông chị nào chơi đủ tôi chơi chung với lại tôi không có biết chơi chung với ai đó. Ok. Bữa nào chơi chung tiếp, phá đảo tiếp màn tiếp theo, ok mà. Có Zalo không? Có Zalo á, có. Có Facebook không? Facebook đi. Facebook hả? Facebook là gì ạ? Facebook là Nguyễn Đức Thành. Đặng Nguyễn Đức Thành hả? Nguyễn Đức Thành đằng sau ghi chữ Hassan Nâu là ra nhá.
Mà mấy ông tên gì? Mấy ông nói trước để tôi kết bạn nha. Tôi tên Hoàng, Hoàng Dương Minh Hoàng. Dương Minh Hoàng à? Để tôi kết bạn với ông chứ mày không khéo không tìm sao, ra. Sao ông, tôi đã theo dõi mấy ông không có follow được, không kết bạn được. Vậy à? Dương Minh Hoàng. Có để avatar không? Có. Có để avatar. Tôi nhắn tin cho ông nha, rồi ông Dương tìm đứa khỏe. Ok. Việt nhắn tin đi. Việt Thắng à? Nhắn tin cho ông á.